Đúng vậy Sanji. Để có được xa đích như ngày hôm nay thì anh ấy đã phải trải qua rất nhiều chuyện rồi em à. Cũng giống như em muốn ra khỏi nhà, muốn ngắm nhìn thế giới xung quanh, em muốn gặp gỡ những con người mới. Điều đó mang lại cho em rất nhiều niềm vui và trải nghiệm. Nhưng anh Sadik lại không làm được như vậy. Anh ấy chỉ ra khỏi nhà nếu như có việc quan trọng cần giải quyết. Anh ấy là người của gia đình Sanji à? Sanji, bởi vì anh ấy đã nhìn thấy quá nhiều điều trong cuộc sống này nên anh không muốn nhìn thấy chúng nữa. Nhưng em thì lại khác. Em muốn được trải nghiệm nhiều. Sadik muốn có một cuộc sống bình dị và không có bất cứ sự thay đổi nào, không có những trận cãi giả nảy lửa. Nhưng đối với em vậy rất nhàm chán. Em muốn cuộc sống của mình sôi động hơn. Chị nhìn vào mối quan hệ của hai người, chị thấy rằng Sadik không phải là người đàn ông thích hợp với em đâu Sanji à. Trong cuộc sống này có rất nhiều điều mà chị tin nếu hai người tới với nhau thì không thể nào hòa hợp được. Đêm qua em đã nói với anh Si là em đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra được quyết định này, đúng không Sanji? Nhưng em hãy tin chị một lần đi em à. Ít nhất em cũng nên hiểu hết con người của Sadik đã. Đừng vì những chuyện diễn ra trước mắt mà em tưởng rằng mình đã hiểu Sadik nhiều hơn anh ấy. Nếu em chịu bình tâm lại thì em có thể nhìn thấy. Cho nên một lần nữa chị mong em hãy nghe lời chị. Em hãy suy nghĩ lại chuyện này một lần nữa đi Sanji. Rồi em sẽ có một cái nhìn khác thôi. Bà ơi. Dạ xin chào bà. Xin chào mọi người, xin mời. Mời mọi người ngồi. Ma Khan, anh vào bếp chuẩn bị đồ ăn đi. Dạ. Có chuyện gì mà hôm nay mọi người tới đây? Mọi chuyện vẫn ổn chưa? Có gì bất bình thường rồi hả? Dạ, chúng tôi tới để nói cho bà biết một chuyện về nhà thanh tra mới của làng mình. Nói đi. Những điều chúng ta lo lắng đã xảy ra rồi. Đúng vậy bà, ngài thanh tra mới không lo lắng gì cho làng của chúng ta, cũng không cần biết chúng ta đang thiếu thốn cái gì. Ngài ấy chỉ biết đứng vào vị trí trước đây của ngài thanh tra rồi hưởng thụ mọi thứ thôi, chứ không giúp ích gì cho làng chúng ta, thậm chí còn làm phiền chúng ta nữa đó. Nhưng sao mọi người lại có thể chắc chắn ngài ấy không lo gì? Mọi thứ quá rõ ràng thưa bà, tất cả đều sai hết. Ngài ấy chỉ là một con lừa của bọn nhà giàu trong làng mình thôi thưa bà. Thậm chí ngài thanh tra còn móc nối với dân giàu có trên thành phố nữa. Ngài thanh tra lấy đất của làng mình xong rồi bán cho người thành phố hết thưa bà. Thậm chí còn coi thường đất của làng tới nỗi bán với một cái giá rẻ bèo. Tôi chắc chắn bà phải giật mình. Ai là người chịu thiệt trong chuyện này? Là nông dân. Nông dân. Tại sao lại không để cho người nông dân tự do bán đất của mình đi? Điều này không hợp lý một chút nào. Còn về đất công nữa, đáng lẽ nông dân phải được nhận nó chứ. Nó là đất nông nghiệp có đúng không? Có nó thì nông dân mới có thể canh tác kiếm sống được. Nếu như tình trạng này cứ xảy ra thì đất của chúng ta sẽ trở thành địa điểm cắm trại ăn chơi của bọn nhà giàu tới từ thành phố đó. Tôi nói có đúng không mọi người? Đúng rồi đó bà. Chuyện này đúng là bất công với chúng ta. Không nên xảy ra những chuyện như vậy trong nhà. Bà nói đúng rồi đó thưa bà. Chính vì vậy tôi và mọi người mới tới đây cầu xin bà giúp đỡ. Chỉ có bà mới có thể giúp được chúng tôi. Chắc chắn là tôi sẽ làm gì đó. Mọi người không cần phải lo lắng nữa. Chút nữa tôi sẽ nói chuyện với hai đứa con trai của tôi và kêu tụi nó đi gặp ngài thanh tra quản lý. Tụi nó sẽ đặt tất cả những câu hỏi này và ngài ấy sẽ phải trả lời cho bằng hết. Ai cho phép có thể làm càn bậy ở làng này? Coi như chúng ta ngu dốt hết hay sao? Chúng tôi sẽ đặt hết hy vọng vào bà.
cảm ơn bà nhiều. Nếu như nghĩ thoáng một chút sẽ thấy chuyện này khác đi. Có thể Sanchi nó không hề sai trong chuyện này. Tuổi này của nó là tuổi yêu mà. Tình yêu thì không sai. Nếu như là trước đây cậu già điếc đó không mắc sai lầm, ở trong quá khứ thì sao? Tuổi trẻ ai chẳng vậy, ai không một lần sai trái. Rất bồng bột và còn hiếu thắng nữa. Chúng ta tuy là không được chứng kiến, nhưng cũng đã được nghe kể. Hãy suy nghĩ thoáng chút đi. Điều quan trọng là bây giờ ra đi đã trưởng thành hơn nhiều và có trách nhiệm hơn, không bồng bột, không ích kỷ nữa. Ba, ý của ba có phải chuyện của Sanchi Zadid không có gì là sai phải không ba? Rõ ràng Zadid đã kết hôn 2 lần, cậu ta đã bỏ cả 2 người vợ, nhưng mà ba lại... Không được đâu ba. Dù đã thay đổi, nhưng tật xấu rất khó để có thể bỏ qua được ba. Rồi cậu ta cũng sẽ tái phạm nó thêm lần nữa. Đối với cậu ta, đó như là một thói quen. Con không muốn để con gái mình thử nghiệm điều đó. Chẳng phải con bé nó. Con gái à, hãy hiểu cho những lời bà muốn nói. Hãy nhớ lại là ra đi cậu ta đã sai lầm trong trường hợp nào. Sau đó rồi hẳn tin tới chuyện khác. Đó, Anand đi với lại ra đi kết hôn khi còn nhỏ. Như vậy thì sao? Tụi nó có biết tình yêu là gì? Làm sao có thể chung sống như vợ chồng được? Làm sao biết được trân trọng mối quan hệ này? Cả hai chỉ biết nghe theo ba mẹ của mình nói thôi và sống chung với 2 người bạn. Rồi sau đó ra đi trên nó lên trên thành phố để trở thành một vị bác sĩ. Thằng bé nó đã có một mối quan hệ khác. Người ta gọi đây là lực hấp dẫn. Nó diễn ra khi một nam một nữ ở gần nhau, học cùng với nhau, làm dạ, cùng cháu xin một lỗi ông, nơi. Nhưng mà cháu không thể nào hiểu được tại sao ông lại cứ nhắc về chuyện quá khứ của Zadid vậy chứ? Trong chuyện này, anh Zadid đó không có liên quan gì hết. Chỉ có một mình chị Sanchi đang ngộ nhận vấn đề này mà thôi. Anh sai chỗ nào hả? Anh ta thậm chí còn không biết chị Sanchi có tình cảm với mình nữa kìa. Những chuyện này đều là do chị ấy mà ra. Im đi Mahi. Nó là chị họ của con đó. Mẹ ơi, con biết chứ. Cũng như mọi người, con đang rất lo cho chị ấy đây. Nhưng mà mọi người ở trong nhà ai cũng hiểu tính của chị ấy rồi mà. Chị ấy muốn gì thì phải làm cho bằng được. Con nghĩ lần này cũng vậy. Chị ấy chỉ muốn sở hữu anh Zadid. Đó là tình cảm đơn phương, là tự biên tự diễn. Là chị ta tự mình, chứ không phải là anh Zadid. Đủ rồi. Những gì Mahi nói không sai một chút nào. Tất cả đều do Sanchi tự biên anh tự diễn. Anh cũng thấy như vậy sao anh? Chuyện này là do Sanchi chứ không phải là do Zadid. Thằng bé đó không quyến rũ con gái của mình hay sao? Alok, một tay không thể nào dỗ thành tiếng. Không lẽ anh coi con gái của mình nó hèn hạ đến mức như vậy sao hả anh? Anh tưởng là con gái mình nó khờ dại đến mức yêu một người nào đó mà không biết người đó có ý gì với mình hay sao? Em đồng ý với anh là Zadid đã làm nhiều chuyện cho gia đình mình, nhưng điều đó cũng không là cái gì hết. Không lẽ chúng ta lúc nào cũng phải đứng về phía cậu ta? Cậu ta cũng là đàn ông thôi mà anh. Được rồi Ira, con nói rất là đúng. Tình cảm này là phải được cảm nhận từ 2 con người đang yêu nhau, không phải tình cảm đơn phương thì sao? Tại sao chúng ta cứ phải nói ai đúng ai sai trong chuyện này? Sanchi hay là Zadid? Cả hai đều là con cháu chúng ta. Chúng ta đừng có để những chuyện này mà ảnh hưởng tới tương lai của tụi nó. Nhất là lại là hạnh phúc của con Sanchi.
chúng ta không thể cứ ngồi ở đây rồi chờ thêm những rắc rối đến với gia đình của chúng ta trong tương lai nữa. Điều chúng ta nên làm bây giờ là phải làm cho Sanchi hiểu, đừng để con bé lung qua sầu. Sao vậy chứ? Cho tới giờ vẫn chưa biết gì sao? Thôi đi Ganga, cô hãy chịu khó đi tới trường rồi về đây nói kết quả cho mọi người biết đi. Còn Zadid, con coi điểm gì đâu mà lâu quá vậy chứ? Dạ thưa bác, hiện giờ chưa thể coi điểm được đâu bác. Có nhiều người coi điểm cùng một lúc cho nên mới xảy ra tình trạng như vậy thôi. Chỉ cần có cái này ở trong tay, mọi người đều có thể biết được điểm thi. Chỉ cần một nút nhấn, ngồi ở nhà thôi cũng có thể biết được mọi chuyện ngoài đường hả? Đúng là quá kỳ diệu còn gì. Nhớ hồi đó lúc tôi đi học, để biết điểm thi tôi phải đi bộ 3 km để đến chỗ chấm bài thi để biết điểm. Công nhận hồi đó tôi cũng khỏe thiệt à. Bà nói thiệt hả bà? Thiệt mà. Bây giờ bà có thể biết mọi thứ qua điện thoại. Điện thoại cũng rất tiện lợi đó thưa bà. Trong trường cháu, mấy anh mà học cao hơn cháu, mấy anh đó copy bài bằng điện thoại không đó bà. Nandu, làm như vậy không nên chút nào đâu con trai. Gian dối trong thi cử là sai trái, con không nên bắt chước mấy anh như vậy đâu. Nandu, cháu là vậy là cháu đang xúc phạm thần linh đó. Cháu phải dùng trí thông minh để làm bài thi cho. Nếu cháu mà gian lận như vậy thì thần linh sẽ trách phạt cháu đó. Con mà bắt chước mấy anh đó là coi chừng ba đó, ba sẽ đánh gãy chân của con luôn. Dạ không có đâu ba, con không có nói chuyện với mấy anh đó, con nói thiệt á. Được rồi, mình kết nối được rồi. Ganga, số báo danh của cô. Dạ, dạ đây. Sao kỳ vậy Ganga, số cô không có trong danh sách này. Không có trong danh sách nghĩa là sao vậy bác sĩ? Không lẽ tôi rớt rồi sao? Bà ơi bà, cháu rớt rồi. Ganga, cháu phải kiểm tra trước xong rồi hãy khóc chờ cháu gái. Cháu không thể tin ra đích được. Cháu phải tự xem đi, gõ số của cháu vào, sau đó mới biết được. Dạ. Được chứ, cô coi đi. Cô nhập số của mình vào đây. Nhập số của mình vào đây. Bây giờ tôi bấm nút này nữa là xong nghe. Thấy chưa? Đâu có thấy gì đâu. Ganga, tôi rất là tiếc. Cô rớt thật rồi. Bác sĩ ơi, thằng của tôi kìa. Nhìn đi, Ganga kìa, kìa. Đậu. Đậu rồi kìa. Bác sĩ ơi, tôi đậu rồi anh ơi. Tôi đậu rồi bác sĩ ơi. Bà ơi, cháu đậu thiệt rồi bà ơi. Bác ơi, cháu đậu thiệt rồi. Trời Ganga, cô đang làm gì vậy? Tôi có được ngày hôm nay là cũng nhờ bác sĩ hết. Bác sĩ đã biến giấc mơ từ lâu của tôi trở thành hiện thực rồi bác sĩ.
Tôi rất biết ơn anh Zanit à. Anh đã làm quá nhiều việc vì tôi rồi. Tôi có làm gì cho cô đâu Ganga. Vì cô cố gắng học hành nên mới được vậy thôi. Nếu cô không chăm chỉ học hành á, thì tôi cố gắng cũng bằng thường. Cô là quan trọng nhất. Cô đã cố gắng hết sức mình. Đây chính là thành quả của cô đó. Tôi muốn được chúc mừng cho cô. Ơi bà, chúc mừng cháu, thần linh mang nhiều phước cho cháu. Thần linh mang phước cho con. Thần linh mang phước. Được rồi, thần linh ban phước. Manu, Manu, con có nghe gì chưa hả? Mẹ của con thi đậu rồi đó. Đương nhiên là phải chúc mừng cho chuyện vui này rồi. Makan anh đâu rồi? Dạ có tôi thưa bà. Mau cầm lấy. Ganga đã vượt qua được kỳ thi rồi đó nha. Dạ để tôi chuẩn bị đồ ngọt đúng liền. Đúng đó, mau đi nhanh lên. Ê, đi thôi Haron. Chúng ta phải tiếp tục làm việc thôi. Bây giờ chúng ta có ngồi đây cũng thừa thải thôi em à. Mình đi thôi. Dạ anh hai, mình đi. Cháu nghĩ cũng đã đến lúc cháu phải quay trở lại với công việc rồi. Ngày mai cháu sẽ quay trở lại bệnh viện làm. Thật Linh ơi, cháu nói gì vậy? Trang cháu vẫn còn bị thương, thậm chí còn chưa gỡ miếng băng ra nữa kìa mà. Cháu không được đi bộ lúc này. Cháu nghe chú Zadid có gì phải ngồi xe cho bà. Bà nội yên tâm đi mà. La Xin cậu ấy có nói với cháu La là... La Xin hả? Nó nói cái gì? Cậu ấy nói cháu có thể làm được những việc nhẹ mà. Vậy sao? Nhưng mà bà không có tin nó đâu. Chừng nào bà chưa yên tâm cháu vẫn chưa thế thì cháu phải ở nhà nghỉ ngơi. Không được cái lời bà. Nếu cháu mà dám không nghe lời bà sẽ đánh gãy chừng cháu luôn đó ra đi. Cháu mau đi lên trên phòng nghỉ ngơi đi. Mau lên. Đi. Thằng bé này là phải nghiêm khắc. Nếu không nó sẽ không chịu nghe lời tôi nói đâu. Làm sao cô có thể giao con gái mình cho Zadid được chứ ba? Cái người đã từng có hai đời vợ, làm sao mà con bé nó hạnh phúc đi? Nhưng nếu chúng ta không còn cách nào khác, chỉ có làm vậy thì chúng ta cũng phải dẹp bỏ tất cả những suy nghĩ của mình. Bà ơi, có phải bà cũng muốn con làm vậy có đúng không hả ba? À, con cũng biết là những bậc phụ huynh như chúng ta chỉ hạnh phúc nếu như con cháu của mình có được hạnh phúc. Giờ chúng ta nên tìm hiểu xem ra đi thế sao về chuyện này. Thằng bé nó đang nghĩ gì? Nếu nó không có cảm giác gì với Sanji thì nó sẽ từ chối con bé liền thôi. Lúc đó Sanji nhà mình có thể sẽ thay đổi quyết định của nó. Rồi tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết. Đúng rồi Sumitra, ngày mai là sinh nhật của Zadid nhà mình, cô nhớ hay không? Làm sao con có thể quên một ngày quan trọng như vậy được chứ? Chúng ta vẫn sẽ làm lễ cầu nguyện thần linh như mọi năm. Bà, ngày mai là sinh nhật của anh bác sĩ hả bà? Vậy thì chúng ta phải nên tổ chức cho hoành tráng một chút có đúng không bà? Sẽ có rất nhiều khách tới đây và có nhiều món ăn ngon nữa thưa bà. Bác sĩ sẽ thấy rất hạnh phúc
Chúng ta đừng nói chuyện này cho anh Zadid biết, để cho anh ấy bất ngờ nha bà. À, chào nồi cũng coi ly. Ờ, trong tiếng Anh người ta gọi là cái gì ta? Super gì ta? Dạ là surprise. À đúng bà. Rồi, chúng ta sẽ để cho Zadid surprise mới được. Nhưng mà mẹ ơi, làm sao chúng ta có thể giấu Zadid những chuyện này? Thằng bé lúc nào cũng ở nhà mà mẹ. Nó sẽ sớm phát hiện ra thôi. Dạ không sao đâu bác. Chúng ta cứ để cho anh Zadid đi làm việc đi. Đợi anh ấy đi rồi, chúng ta ở nhà âm thầm chuẩn bị mọi việc. Ganga, cô nghĩ sao mà lại nói như vậy? Bây giờ sức khỏe của Zadid là quan trọng nhất. Tại sao? Nè Sumitra, là xin đã nói rồi kìa mà. Zadid nó có thể làm những việc nhẹ được. Tôi sẽ gọi điện thoại cho Lasin, kêu nó phải để mắt tới Zadid nhà chúng ta, không cho phép nó làm việc quá sức, cũng không cho nó đi lại nhiều xung quanh bệnh viện ha. Nhưng mẹ ơi, mới vừa nãy mẹ còn nói với Zadid. Tôi biết là... tôi chỉ là chọc ghẹo cháu nội tôi một chút thôi mà. Chứ tôi biết cháu tôi nó cũng không đến nỗi nào đâu. Để tôi nói chuyện rồi kêu nó đi. Mẹ ơi, chúng ta có nên mời Anandi với Si qua đây không mẹ? Có, đương nhiên là phải mời chứ. Nhưng mà con bé mới quay trở lại đó vài ngày, Si còn phải giải quyết công việc nữa. Nhưng thôi không có chuyện gì lo hả? Mời nguyên cả nhà luôn đi. Nếu như tụi nó tới được thì càng vui hơn ha. Làm như vậy cũng hợp tình hợp lý mà đúng không ghê nè. Đúng rồi Ganga, cháu mau gọi điện thoại cho Anandi mời cả nhà nó qua bên nhà mình đi. Cháu là người gọi điện hả bà? Đó. Bây giờ tới phiên con bé này nó không thể nghe bằng đôi tai của nó kìa mà nói cháu gọi chứ ai nữa. Dạ bà yên tâm đi, cháu sẽ gọi điện thoại mời họ qua đây. Được rồi, lo chuyện đó. Còn bà lên trên kêu Zadid đi làm ha. Sanchi, tôi tưởng là cô đã quên tôi rồi chứ. Không Zadid, cho dù tôi có phải chết đi nữa, tôi cũng không thể nào quên được anh đâu. Tôi chỉ đang nói giỡn thôi mà Sanchi. Tại sao cô lại nghiêm trọng quá vậy chứ? Tôi biết, nhưng những gì tôi nói ra không phải là tôi đang giỡn với anh đâu Zadid. Cho dù tôi muốn, tôi vẫn không thể nào quên được anh. Chắc bây giờ anh cũng đã cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Tôi có thể nhận ra điều đó. Cô yên tâm đi, tôi đã khỏe lắm rồi. Tôi còn muốn đi làm nữa kìa. Nếu như giờ tôi có một chuyện cần anh trả lời tôi, anh phải trả lời cho tôi biết liền nha. À, anh có nhớ tôi không? À... ý tôi là anh có nhớ tôi một chút nào không? Anh có nhớ tới một con người tên Sanchi? Cô ấy luôn bên cạnh để giúp đỡ cho anh, nhắc nhở anh phải ăn uống thật đúng giờ. Zadid, anh nên làm như vậy và không nên làm như vậy. Ăn cái này, không ăn cái nhớ này. Nhớ chứ Sanchi, tôi nhớ tất cả mọi chuyện. Tôi nhớ cô dặn tôi á là phải ăn uống đúng giờ nè, uống thuốc đúng cử. Cô đã rất lo lắng cho tôi mà. Nhưng tôi thực sự đã khỏe hơn rất là nhiều rồi. Tôi không phải nói những điều này để làm cho cô vui vẻ đâu. Cô thực sự tuyệt vời đó Sanchi. Tôi rất muốn ở bên cạnh anh lâu hơn nữa Zadid à. Nếu như vậy thì anh sẽ không bao giờ nhớ tôi. Tôi đã nói với mọi người là... tôi không hiểu ý của cô lắm Sanchi à. Ý của cô... không có gì đâu anh. Tôi gửi hình của tôi tới gia đình anh rồi đó. Lúc nào anh cảm thấy nhớ tôi thì anh nhớ lấy nó ra xem nha. Được rồi. Ờ, khoan đã. Tôi cúp máy đây. Tạm biệt anh. Tạm biệt. Ảnh khen mình tuyệt vời. Ảnh còn nói nhớ mình nữa chứ. Cháu đang nghỉ ngơi đó hả cháu trai? Cháu đâu có dám làm chuyện gì khác đâu nội. Lỡ đâu bà nội đánh cháu gãy chân thì sao? Tốt.
Sở dĩ bà nói như vậy là bởi vì bà lo cho sức khỏe của cháu. Bà không muốn cháu vất vả mà thôi. Nhưng nếu cháu muốn, cháu có thể ra ngoài gặp mọi người nói chuyện này nọ thì biết đâu cháu sẽ cảm thấy cá hơn, bệnh tình cũng mau chóng khỏe ra. Cháu cũng nói vậy rồi mà. Thôi được rồi, nếu cháu đã muốn ra ngoài, cháu cứ ra ngoài giải quyết công việc của cháu đi. Thiệt chứ? Thiệt. Nhưng mà với một điều kiện, cháu nhớ lời bà, phải chăm sóc sức khỏe của bản thân, không được chạy nhảy hoặc đi quá nhanh. Nếu cháu mà không nghe lời bà sẽ tới đó kéo tay cháu về và bắt cháu phải nằm trên giường không cho xuống đất luôn. Cháu nghe lời của bà dặn, cháu sẽ làm theo chính xác những gì bà nội dặn cháu. Cháu hứa. Được rồi. Xin chào cả nhà, hôm nay có món Bakuda nóng do chính tay Natu đẹp trai làm đây. Vào mùa này mà được ăn Bakuda nóng là thôi rồi à. Tốt, làm rất là tốt. Rất là tâm lý. Để tôi đi vào bếp mang trà gừng ra đây. Con đã nói chuyện với Sanchi rồi thưa ba. Chắc có lẽ con bé nó không xuống đây đâu. Lại đây con, lại đây ngồi với thím. Tới rồi đây, trà gừng thơm ngon cho tất cả mọi người, xin mời. Khoan đã Na Thu. Nhìn đi, sai lầm này quá lớn rồi. Tại sao mình qua lại trống trơn vậy? Cậu không biết cái gì sao? Cháu gái Sanchi của tôi á, nó thích nhất là ngắm hoa trong lúc dùng bữa. Ông ơi, tôi chết rồi, đúng là tôi đã phạm sai lầm chết người. Cậu đã phạm sai lầm chết người thì phải trả giá chứ. Tôi cho cậu thời gian là 2 phút phải làm sao có hoa trong cái bệnh này cho tôi. Còn nếu không á, chúng tôi sang hết không chùa cho cậu chút nào đâu, nghe chưa? Dạ ông ơi, ông đừng làm vậy mà. Tôi không ăn, làm sao mà tôi sống được đây chứ. Để tôi đi làm liền. Tội nghiệp cho anh Na Thu quá. Ông làm cho anh Na Thu sợ quá rồi kìa. Cháu hiểu ông mà. Ông là người rất trọng kỷ luật. Ông tin nếu như có những người như ông thì xã hội này sẽ trật tự hơn rất là nhiều. Gì vậy? Sao lại nhìn ông? Ăn đi. Con cầm đi. Qua đâu rồi? Ông ơi, có người nào đó từ dưới quê đòi gặp cô Anh đi kìa. Anh biết là ai không Na Thu? Dạ không. Dạ mau vào đi. Ba ơi.
thần linh ban phước cho con gái. Con khỏe không? Dạ con khỏe lắm ba. Ba khỏe không? Ba cũng rất khỏe. Ba khỏe không? Ba khỏe. Tới đây ít ra cũng phải nói trước cho người ta biết chứ. Đúng là người không có hiểu biết, chẳng ra thể thống gì. Chị Sanh Chi, Hào rất là hân hạnh xin chào. Đúng là may mắn. Dạ xin chào cả nhà. Xin chào anh chị. May chào quá, được anh ghé qua như vậy. À, mời. Anh ơi, tôi xin lỗi anh nhiều nha. Anh xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi để cho anh đứng ở ngoài đường vậy, tôi không biết anh đây lại chính là ba của cô chủ anh. Anh đi và tôi, xin anh hãy tha thứ cho tôi nha. Không có vấn đề gì đâu, anh không có làm gì sai hết. Anh nói rồi, anh đâu có biết tôi là ai đâu. Nếu chúng ta gặp nhau từ trước thì chắc chắn anh sẽ không làm như vậy. Dạ, để tôi chuộc lỗi. Tôi đi làm ba cô đa nóng cho anh nha. Hả? Để tôi một chút, tôi sẽ đi liền. Cậu à, có thể tới hơi trễ, nhưng mà suy cho cùng mà cậu tới rất đúng lúc. À, nếu như cậu đến trễ hơn chút nữa, cậu ít nhất sẽ không có cơ hội thưởng thức ba cô đa nóng ngon lành này đâu. Mà nếu như cậu không thể ăn nó, thì với tư cách chủ nhà chúng tôi sẽ rất là buồn, vì đã không đối đãi chu đáo với cậu. Nè, à, mời cậu dùng thử đi. Dạ chỉ cần nhìn thấy con gái của con là con đã vui đến no luôn rồi thưa bác. Bây giờ con không thấy đói hay là thấy khát gì hết. Dạ thưa bác, con xin lỗi vì con tới đây mà không đói trước với tất cả mọi người. Con tới Udaipur là để hành hương. Và trước khi con bắt xe để tiếp tục đến đền thờ hành hương, con muốn ghé qua đây để thăm tất cả mọi người. Dạ. Ba nói ba phải bắt xe đi tới đền thờ hả? Ba đừng đi xe ngoài, để chút nữa con lấy xe nhà chở ba đi nha, có được không? À, không cần phải vậy đâu con à. Con đừng có làm vậy phiền lắm. Ba ngồi xe ngoài cũng quen rồi con à. Không có được. Cậu nói vậy không được đâu. Nhà chúng tôi có xe, phiền phức gì chứ. Cứ để thằng bé nó thể hiện chút tình cảm. Chúng tôi cũng vậy, chúng tôi muốn làm chút việc cho thông gia thôi. Dạ con cảm ơn bác rất là nhiều. Dạo này ba hình như ốm hơn trước nhiều đó ba. Ba không chăm sóc cho bản thân đúng không ba? Không đâu con, con đừng có lo cho ba. Tại con cảm thấy vậy thôi. Ba rất là khỏe, không có gì đâu. Ba chỉ muốn nói với con một chuyện. Nhìn thấy con có được cuộc sống hạnh phúc như vậy, ba cũng rất là hạnh phúc. Và ba tin mẹ của con ở trên trời cũng thấy như ba thôi. Mong muốn của mẹ con đã trở thành sự thật. Con đang ở trong một gia đình rất là tốt. Linh hồn mẹ con sẽ được thanh thản mà thôi. Mẹ con sẽ không phải lo lắng gì cho con nữa. Dạ thưa bác, con xin phép bác con đi. Dạ chào cả nhà. À, anh chỉ vừa mới tới thôi mà, anh ở lại chơi thêm một chút đi. Ăn trưa cùng chúng tôi rồi về cũng được. Tôi không thể ở lại lâu được, tôi phải đến đền thờ. À, tôi sẽ cho phép cậu được về nhà, nhưng với một điều kiện, là lúc về phải quay trở lại đây chơi với chúng tôi không à. Dạ chắc chắn là vậy rồi thưa bác. Con sẽ tranh thủ ghé qua đây chơi một chút. Dạ con xin phép. Xin chào.
cháu cho người chở bà vợ cháu đi chưa? Dạ rồi ông. Alo. Alo cô Ananda, tôi Ganga đây. Cô khỏe không? Tôi khỏe lắm Ganga. Cô sao rồi? Cô gọi tôi có gì không? Dạ, ngày mai là sinh nhật của anh. Phải, ngày mai là sinh nhật của anh Sadiq. Ganga, cô nói gì? Nói lớn một chút đi. Cô Ananda, mọi người trong nhà đang bí mật tổ chức tiệc để chúc mừng cho ngày sinh nhật của anh Sadiq đó cô Ananda. Bà kêu tôi gọi điện thoại mời mọi người tới dự đó. Cảm ơn cô đã gọi điện thoại mời chúng tôi Ganga. Nhưng cũng xa xôi cho nên chắc để tôi hỏi lại ý kiến của mọi người coi sao đã. Dạ không sao, tôi sẽ đợi điện thoại của cô gọi về nha. Tôi cúp máy nha. Dạ, ngày mai là sinh nhật của anh Sadiq. Dạ, mọi người đang định bí mật tổ chức tiệc cho anh ấy. Bà con muốn mời tất cả chúng ta tới. Con chắc chắn sẽ tới đó. Sanji, con mới vừa từ đó về mà con. Giờ con tới đó nữa không hay đâu con gái à. Sau bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng anh Sadiq đã có một cuộc sống mới. Chính vì vậy mà lần tổ chức sinh nhật này rất quan trọng với anh ấy. Nếu thấy con có mặt ở đó chắc mọi người sẽ vui và hạnh phúc lắm. Sẽ không ai thấy kỳ cục đâu mẹ. Mình còn không biết phải dùng lý do gì để tới đó. Không ngờ chính sinh nhật của anh Sadiq đã làm cho mình và anh ấy có thể gần nhau hơn. Mày ngốc quá Sanji. Mày yêu anh ấy rất nhiều, vậy mà mày không biết sinh nhật của anh ấy. Anh đừng lo Sadiq. Em sẽ biến ngày mai trở thành một ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của anh. Giờ con phải đi chuẩn bị quà để tặng cho anh Sadiq nhân ngày sinh nhật mới được. Khoan đã Sanji. Để chị Ananda đi cùng với em. Ananda đi, em đi cùng với Sanji đi. Em hãy thay mặt gia đình lựa quà cho Sadiq đi em. Chị nhanh lên đi, còn nhìn gì nữa. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? À, con bé cứ làm như nó là chủ của gia đình này. Tất cả người lớn trong nhà đều chết hết rồi. Sao chúng ta cứ ngồi im lặng như vậy? Không lẽ nhắm mắt làm ngơ để nó muốn làm gì thì làm? Con trai, con bình tĩnh nghe bà nói. Chuyện này không thể lấy cương ra là thắng được. Con phải nhu với con bé. Ngay bây giờ, có thể trong mắt con bé Sanji, tất cả chúng ta đều chống đối nó. Nếu điều đó là sự thật thì không nên chút nào, nhất là ở độ tuổi con bé nữa Alok. Chúng ta phải nghĩ cho con bé, từ từ xem xét, đừng có vội manh động trong lúc này. Chuyện này cũng tốt, chẳng phải là trước đây chúng ta cũng nói cần làm rõ rồi sao? Và đây chính là lúc làm rõ tất cả mọi chuyện, sau đó rồi hãy tìm ra hướng giải quyết. Phải tới hỏi Sadiq thật ra chuyện này làm sao. Thôi được rồi, con cũng không có thời gian để tranh luận những chuyện này. Thay vì nuôi tức giận ở trong lòng, thôi cứ để cho nó trôi qua đi. Ngày mai mình tới đó tìm kiếm cơ hội nói chuyện với nó, để coi Sadiq nó nói gì, rồi mới tìm cách tính tiếp. Mệt mỏi rồi.
मेरी ननद है ना साची, वो जग्या से ब्याह करना चाहती है। तो बिल्कुल ठीक ना है लाडो, मैं जा करके समदीसा से बात करूं अभी। मेरे रिश्ते की बात जगदीश की फैमिली तक पहुंची भी नहीं है और आप अभी से उसे तोड़ने चले हैं? आप होते कौन है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? एक मेहमान की तरह इज्जत मिल रही है आपको इस घर में, तो मेहमान बनकर ही रहिए ना। अगर कोई बाहर वाला मेरी पर्सनल लाइफ में टांग अड़ाएगा तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आप कह दीजिए इनसे कि इस मामले से दूर ही रहे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बापू पर उंगली उठाने की?